Đấy, nhìn quay. Nó có thì nó ra đây đi đâu. Nó quá. Kiến này. Từ này, nhìn kiến này. Đây. Không tận chứ con kia. Con kia nó lao ra ngoài tận lắm. Con này to này. Kéo ra thằng bắt. Đúng hoặc nó ra. Thế dí đi. Ôi kìa, đúng rồi. Nó lao đớp rồi. Khi nó kiểu như nó đã có lên này, tận lắm. Giống này ạ. Dí đầu là khó bắt hơn đấy. Dí đầu kiểu nó cáu nó, nó tợn. Mày cứ nhẹ nhàng này là nó đỡ này. Cho luôn vào đi, nhấc tuôn vào đây. Nhẹ nhàng là khác được. Giống như thế, nó ê mái. Nằm nặng tay thế này. Cụ trở quá nghe đấy. Úi giời, ngoài đầu lên. Đấy. Bới ra đi. Bới lấp cửa hàng rồi. Bới. Đây. Ôi cửa hàng được kìa. Hàng được kìa. Đấy. Nhìn thấy cái mặt nó kia rồi. Đúng rồi, tôi nhìn thấy có cái đầu đấy. Cẩn thận. Đào đi. Đào cái cửa hàng ra. Đấy. Hết ra. Sụt bã lửa thủng luôn. Đây.
Bây phải cho lừa cho đầu nó vào ra, thì cho nó kéo hẳn đầu ra. Nó vào xong rồi thì bắt kéo, luôn thì kéo nó rẻ ra, kéo hẳn nó ra, cho luôn hẳn ra ngoài, cho nó ra ngoài hẳn đi, cho ra hẳn đi, kéo ra đi, đang móc chưa được. Rồi. Rồi. Đừng chạy nữa. Đúng rồi. Nắm luôn. Rồi. Bắt đúng như bắt con trước. Nhiều đấy, đàn này 4 con. Trong hang nhà còn tối tăm lắm mọi. Cứ cho nó vào đi. Ấy cứ làm nhẹ nhàng như con trước này là nó bắt được. Cho vào túi đấy, cho vào túi. Tận nó mấy mà mẹ dùng ấy mà tận cái nào mà xem con không đất nó xô mẹ xuống rồi cái đàn đi cái thay con thấy đất nó vẫn mềm mềm quá cái đàn thấy gì không ai hình như nó lại ăn vòng 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 này quá. Đừng có thò tay. Trong hang nó chả cắn đâu. Chả biết nó học trước đâu. Trong hang không bao cắn. Cái gì không? Tùng mã thôi. Chuyển đi. Mã thôi. Ghê chả dám chèo vào. Đâm phải đào thêm. Con dao của chị đâu đi vào ấy cổ chóc cả tay